Tôi đang xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là hai phiên bản được sơn độ 3D rất đẹp của mẫu xe Honda E-Blade 125 năm 2023. Và ngày hôm nay thì mình đang quay cận cảnh trực tiếp cả hai mẫu xe tại xe máy nhập khẩu Tân Tạo với địa chỉ cụ thể 1164 đường tỉnh 825 tỉnh lộ 10 phường Tân Tạo quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh, với những màu sắc sơn độ rất cá tính và ngầu, đặc biệt là phiên bản màu xanh Nga xi măng các bạn đang theo dõi này, với bộ tem màu vàng cam nhìn cực kỳ cuốn hút và đẹp luôn, đem đến những nét ấn tượng nhất định, đi ngoài đường thì không đụng hàng bất kỳ một ai cả. Còn phía bên kia là một phiên bản được sơn độ 3D với màu sắc giống màu của phiên bản 160 phân khối các bạn nha. Đây các bạn có thể theo dõi cho mình dàn chân của xe, các nội dung trên xe mình quay rất chậm và chi tiết. Hiện tại đây là một mẫu xe được rất nhiều khách hàng Việt Nam chúng ta quan tâm bởi tính thực dụng của nó, tính tiện ích của nó, và được mệnh danh là mẫu xe tay ga quốc dân, mẫu xe tay ga trung tính và là mẫu xe tay ga của gia đình Việt Nam chúng ta khi được trang bị gần như đầy đủ rồi. Mặt đồng hồ thì full LCD hoàn toàn, các nút chức năng phím bấm thì vẫn tương tự các bạn nha. Tất cả các phiên bản của 125 phân khối đều được trang bị hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key. Hệ thống đèn hậu phía sau của xe đây các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Rất là thon gọn luôn, tích hợp chung đèn xi nhan với phần đèn hậu của xe. Khối động cơ hiện tại trang bị cho xe là khối động cơ ESP cộng mới nhất của năm 2023 đến từ nhà Honda Việt Nam. Đem đến công suất mô men xoắn ok hơn rất nhiều so với khối động cơ cũ ESP 125 các bạn nha. Đại lý cũng đã lên cho nó hệ thống phuộc có bình dầu của Olin này, các bạn có thể theo dõi. Màu sắc xanh nhám đen của phiên bản là đặc biệt trên mẫu xe Exciter 160 phân khối trong thời điểm này, kể cả tem xe cũng được dán lên các bạn nha. Tuy nhiên đây là một phiên bản 125 phân khối được đại lý tân trang lại cho nó, cũng như gắn thêm một số những cái 3K phụ kiện để tăng thêm nét đẹp cho mẫu xe này. Mẫu xe này cũng loại bỏ nút tắt bật đèn của xe rồi các bạn nha. Di chuyển bình xăng ra phía trước khá là ok. Các bạn có thể nhìn các cái vị trí phiên bản bên đây thì được trang bị đầy đủ hơn, với các cái vị trí như sàn để chân này, rồi các cái nội dung được trau chuốt lại một chút, đem đến cảm giác mới lạ hơn cho cái dòng xe Honda E-Blade phiên bản 125 này. Phiên bản 125 thì các bạn cũng đã biết rồi, nó không được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS các bạn nha, với ngàm phanh một bít tông. Còn phiên bản 160 thì mới được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Các cái nội dung trên xe cũng được làm trau chuốt, logo Special Edition 160 phân khối. Các bạn với phiên bản này thì các bạn mua thêm cho mình cái mão đầu đèn nữa thôi, gắn trực tiếp lên trên phần đầu xe là nó như phiên bản 160 luôn các bạn nha. Đi ngoài đường gần như không thể nhận ra được đâu là phiên bản 125 và đâu là 160, ngoại trừ các bạn để ý vào hệ thống phanh chống bó cứng ABS mà thôi. Thiết kế cũng rất là hầm hố và đẹp, vừa tăng tính hiện đại thể thao nhưng vẫn giữ được cái nét trung tính để phù hợp với mọi lứa tuổi. Già trẻ, lớn bé, trai gái đều có thể điều khiển mẫu xe Honda E-Blade này một cách vô tư nhất và thoải mái nhất các bạn nha. Với những bạn nào đang quan tâm tới dòng xe ở đây, các bạn đến trực tiếp với xe máy nhập khẩu Tân Tạo với địa chỉ cụ thể 1164 đường tỉnh 825 tỉnh lộ 10 phường Tân Tạo quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh để có thể tham khảo xe cho mình. Có đầy đủ các màu sắc từ sơn zin đến sơn độ để các bạn có thể thoải mái lựa chọn. Hoặc các bạn có thể thông qua số điện thoại của bạn Trang là nhân viên bán hàng của đại lý với số điện thoại 0362973808 sẽ được bạn tư vấn cụ thể. Đây là một phiên bản đặc biệt 125 phân khối nữa để các bạn có thể theo dõi, cũng như một phiên bản sơn độ 3D màu trắng đen. 125 hiện tại được khách hàng quan tâm rất nhiều các bạn nha, bởi giá thành của nó cực kỳ là ok trong thời điểm này. Hiện tại giá bán chỉ dao động cho khoảng tầm từ 40 đến 41 triệu mà thôi. 40 triệu cho cái phiên bản là tiêu chuẩn với các màu sắc sơn zin bao gồm có đỏ này và xanh tương đậm. Còn 41 triệu cho những phiên bản màu sắc sơn đặc biệt, các bạn có thể lưu ý cho mình như vậy. Còn những cái màu sắc sơn độ 3D ở đây thì các bạn cứ cộng thêm cho mình vào khoảng tầm 2 triệu nữa là có thể sở hữu cho mình mẫu xe này. Tuy nhiên vẫn lưu ý các bạn này, đến đại lý các bạn cứ nói top 5 giới thiệu, hoặc là bạn Quỳnh Trang giới thiệu có liên hệ trước thông qua số điện thoại 0362973808 các bạn nha, thì sẽ được hạ giá bán của xe, hỗ trợ tiền phí xăng xe đi lại, cũng như giảm giá thành những món phụ kiện đã đặt trên xe từ 30 đến 50%. Phải nói đây là một mẫu xe rất đáng để quan tâm rồi. Với những ai mà đi học, đi làm, đi chơi, đi đường thành phố bình thường ấy, thì mình nghĩ đây là sự lựa chọn hàng đầu. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu của nó cũng cực kỳ là ok.
Nếu mà đi thực tế ở ngoài đường thì đâu đó ăn xăng ở mức khoảng tầm từ 2,3 đến 2,4 lít thôi. Còn những cái thông số đưa ra thì có thể là ít hơn một chút các bạn nha. Hoàn toàn các bạn có thể gắn những cái mão đầu đèn của phiên bản 160 để tân trang lên, làm thay đổi đi cho mình cái mẫu xe Honda Airblade 125 này, tăng tính thể thao hơn. Cái mã đầu đèn cao hơn thì nó sẽ thể thao hơn rất nhiều rồi. Các bạn có thể lưu ý cho mình như vậy. Quá là ok và đáng để quan tâm trong thời điểm hiện tại. Với những bạn nào yêu thích mẫu xe nha, như mình đã nói rồi, cứ đến trực tiếp đại lý để xem xe. Rồi, cảm giác là của mình. Nếu hay các bạn nhấn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn bạn ở những video tiếp theo.